Hello, xin chào cả nhà nha. Em là bên Chim Cảnh Thấy Hào cả nhà. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 cả nhà. Cũng là vào ngày thứ bảy ha. Em Hào đang quay video này là vào buổi trưa cả nhà. Vào buổi trưa ha. Con này nó bị bệnh rồi. Bỏ nó qua một bên. Em Hào đang quay video này vào buổi trưa cả nhà ha. Vào buổi trưa thứ bảy thì em sẽ quay những loại chim nào còn ở cửa hàng cho anh em mình qua lửa ha. Ok ha. Bây giờ em sẽ quảng cáo từng loại chim. Hồi sáng này nó có vô được mấy loại chim. Thì em Hào sẽ quảng cáo những loại chim đó trước cả nhà ha. Rồi ok anh em. Hồi sáng em Hào có vô được một bé đuôi trẻ anh em, cắn cứng nha. Một bé anh em nha. Rất là đẹp luôn. Vậy. À. Đã ha. Màu sắc lung linh, ăn cám hạt cứng anh em. Về anh em mình chơi thôi cả nhà ha. Đuôi trẻ nha anh em, đuôi trẻ trống nha. Cám hạt cứng anh em, hôm nay là nó cháy mùa cả nhà, không có hàng nên giá nó hơi cao anh em. Em Hào quán 500 ngàn một con nha, 500 ngàn một con em. Đó, anh em nào chơi gọi em nha. Rồi ok anh em nha, hút mặt đuôi trẻ cắm hạt nha anh em, có 1 con 2 con à. Anh em nào chơi gọi ha. Rồi tiếp luôn cả nhà nha. Em Hào vô tiếp. Đây, sáng anh em nào mà bữa giờ hỏi em Hào chim bầu trâu. Anh em hỏi em Hào chim bầu trâu thì liên hệ lại giùm em Hào luôn ha. Đây em bán 200 ngàn một con à cả nhà ơi. Chim bầu trâu 200 ngàn một con ha. Em Hào có được 10 con em. Đó, 200 ngàn con nha. Anh em mình bắt chơi thoải mái ha. Rồi tiếp theo luôn cả nhà, em Hào có vô thêm được một số chim hồng tước cả nhà. Tình hình năm nay là hồng tước nó không có nhiều cả nhà. Em hết hàng nay cả 7 ngày 10 ngày rồi. Hôm nay em Hào vô được 12 con. Đó, thì em Hào sẽ quay sơ cho anh em mình coi ha. Ưng được con nào bắt nha. Dạng ghê, dòng này rất là dạng, hót cũng hay anh em, mau dạng lắm. Đó, ở nhà ha. Đó. Rồi ok nha, thì hiện tại em có 5 con hồng tước mái. Đây, anh em mua cặp chống mái về anh em thả ao vi là bao đẹp luôn cả nhà. Rất là đẹp mọi người. Hoặc là anh em chưng một cái lồng, làm hai cái lồng á, lồng sắt như này cũng được nè. Đó, anh em chưng ngay góc nhà bên con. Đó, rồi anh em nghe nó hút gió, nó kéo, rất là đẹp luôn nha. Rồi thì em Hào có 2 con hồng tước già, 3 con hồng tước già anh em. Thì có 2 con nó hơi xấu lông tí xíu. Em để 350 nha. Con này thì đẹp lông tí xíu, 400. Đây nữa, con này hơi xấu lông xíu, 350 nè. 350 nè. Đó. Rồi. Có một con hồng tước chống chuyền anh em. Hồng tước chống chuyền nha, nhưng mà nó bị lỗi một móng cả nhà. Móng giữa nó bị mắc nha. Móng giữa nó bị mắc rất là đẹp nha. Em bán 250 con này thôi, còn con này thì nó bị đục một bên mắt rồi. Em bán 150 nè, chống chuyền nha. Con này nó hót dữ lắm anh em. Nếu mà anh em nghe hót thì giá rẻ hót bắt con này. Nó hót từ nãy giờ luôn, hót riết luôn mọi người. Rồi, có một con hồng tước chuyền rất là đã luôn em. Nó mất tiêu rồi. Đây trống nè. Anh em coi nè, lông báo còn luôn nè, lông báo quá trời luôn nha. Tướng má dày đồn rất là đẹp. 400 ngàn một con nha anh chị. Đó, nguyên vẹn đẹp, chuyền luôn 400 nha. Anh em mình chơi alo bé Hào ha. Rồi ok anh em ha. Thì em cũng còn lửa 18 anh em, lửa 18 rồi nè. Lửa 18 đồ rất là nhiều anh em, 18. Lửa 6 đuôi 108 nữa nè. Đuôi nó hiếu hiếu anh em. Hiếu là 108 anh em. Đó. Rồi, em Hào hồi sáng em có vô một con lửa. Đuôi 20.5 rất là đẹp luôn anh chị, nhưng mà xui cái là vận chuyển nó mất cái cọng lông đuôi rồi. Đuôi em đo lông móng ra 20.5 luôn cả nhà. Đây. Ồ, cái bản đuôi nó to lắm cả nhà. Giờ anh em ghép đẻ hay là sinh sản hay làm gì làm nha. Đó, thua luôn. Con này là bán cho anh em như giá vốn luôn rồi. Rồi. Bỏ thùng á nè, vô nó bay lông đuôi luôn rồi. Đuôi 20.5 20.6 cả nhà. Bộ chim rất là đẹp, mập như con heo luôn. Cả nhà yên tâm, vậy anh em vô cám chơi thôi, bỏ lòng chơi thôi. Con này em Hào ra giá 1.1 triệu nha. 1.1 triệu. Anh em về giữ là lông đuôi chơi ha. Xui quá cả nhà. Mong một kiếm chứ không còn nó em bán 1.4 triệu, 1.5 triệu quý vị. Rồi cả nhà ha. Anh em mình chơi lửa alo bé Hào luôn nha. Nè, có lửa 18 450 con. Con. Đây nè, 18 nè anh em. Lửa 18 450 con cả nhà. Đó quý vị. Cây này nó tuột rồi. Rồi. Tiếp cả nhà nha. Con này là con Tiêu chuyền 6 đuôi. Thiếu đuôi nè. 250 anh em. Kiều quá kiều. Anh em nào bắt nó bắt ha. Rồi ok cả nhà ha. Đây là chè lửa hôm qua em giao anh em nè. Đó, bán được mớ rồi. Sáng giờ anh em vô quần quá trời quá đất. Ui con đẹp lắm mọi người.
Nha ha. Đây là nguyên một cây chè lửa luôn, đồng giá 200 ngàn một con mọi người. Anh em lựa thoải mái, còn anh em ở tỉnh đặt hàng gửi ship cho nha. Gửi xe khách nha, không có gửi bưu điện nha. Vậy anh em yêu cầu gửi bưu điện, nghe mắc cười lắm anh chị. Gửi bưu điện là tới anh em là còn cái xác không nha. Rồi đây là chè thang nha, 220 nha anh em. 22 ha, vậy anh em không có biết nha. Kim, gửi xe khách hết cả nhà nha. Gửi bưu điện là 4-5 ngày tới anh em chích veo luôn cả nhà nha. Rồi, đây nữa quý vị. Đây là ốc mít truyền cả nhà, ốc mít truyền quý vị ha. Đó, 250 một bé. Chuyện trống nha. Chỗ đỏ rồi cả nhà. Đó, anh em nào chơi bắt nha. Rồi, tiếp luôn quý vị. Đây là chim Sika. Sika nè, nay em hết hàng rồi. Về lo được có mấy con à. Anh em mình chơi alo bé Hào ha. Ở nhà 400 ngàn một bé nha anh em. 400 ngàn một bé. Rồi, tiếp luôn. Rồi, chim Phượng Hoàng Đất luôn anh em. 500 ngàn một bé nha. Đó, mùa này đuôi nó hai nó hơi xấu anh em. Rồi, còn một bé gõ kiến đầu rìu luôn anh em. Đó, anh em nào chơi bắt luôn. Ở nhà ha, bán con này 2,5 thôi. Rồi, chào màu máy luôn anh em. Chào màu máy luôn. Chào màu máy à, chào màu máy nha, hai xị một con à, quỳnh bạch trắng 50 ngàn một con nha. Đầu che đắt con luôn, quá trời quá đắt luôn. Đây, chim te te con anh em, 3 xị một con, te te tu quýt nha. Rồi, sơn ca luôn, bao trống, sơn ca Gia Lai bao trống, đủ đuôi đẹp 200, thiếu đuôi 150. Nhìn sơ sơ trong đây là thấy có một con 150 thiếu đuôi nha. Đâu, à, tiếp luôn. Con cú mèo, anh em nào quất luôn con cú mèo giùm em, thanh lý luôn 150 con. Cho ăn ghét, nhập 150 bán 250 bán không nổi luôn. Giờ mình bán 150 cho anh em luôn, có 3 con nè, anh em mua 3 con giùm em nha. Em mua từ nhỏ lên cả nhà ha. Ý, rồi. Ok anh em, chốt sổ luôn. Đây, chè đất, chè than. Ôi, ớn không? Không dữ không? Trời ơi. Chè đất con nha anh em. Chè đất con 300 một con anh em, đất Gia Lai nha. Trong này có con hàng đất lắc nè, hàng đất lắc non luôn, 400 một con. Đó nó nè, cái nhà ha. Đó, non nha, 400 một con. Chèo bẻo con. Hai con này lỗi móng nè, bán cho anh em mình 120 một con thôi. Anh em nào chơi bắt nha. Rồi, mưa nữa rồi. Bán được, giờ chim vô, giờ chim vô. Bán được đúng buổi sáng, giờ mưa nữa rồi mấy anh chị. Rồi, chè lửa non bao trống 500 một con. Đó, chè hang non bao trống 400 một con cả nhà ha. Chim này miền Trung nha anh em. Rồi, nhồng luôn. Bé Hào vẫn còn một số nhồng rất là đẹp quý vị. Đó, anh em nào hết đầu quất luôn. CD này là 1 củ 6 nè. Đó, cả nhà 1 củ 6 nha. Chân nè, quá đẹp quá đẹp quá đẹp. 1 củ 6 nha. Đây, CD này nè, 1 củ 5 nè anh em, 1,5 triệu. Cả nhà ha. Đó, CD này 1,3 triệu. 1,3 triệu quý vị. Rồi, đẹp ha. Vàng anh non luôn. Em Hào còn một bé luôn. À, à, nhà ha, bạn non nha, 600. Con nhồng Gia Lai nè, đầu vuông, mỏ bự, đen hồ lùi luôn. Con này để lại trống cao lắm nha. 1,7 anh em. Nói chung là em nhập cái thằng nhồng này nó hơi cao đấy. Rồi, em còn 4 bé 6 đá luôn em. 6 đá nha, 100 ngàn một con thôi. Anh em mua trải nghiệm nha, 6 con á. Bán giùm em thợ thôi chứ có lời lãi nhiêu đâu mà. Rồi, hanh tước Việt Nam luôn quý vị. Chim hanh tước Việt Nam nghe. Trống anh em ơi, 400 một con, còn 4 con. Cu bể đấu, hôm qua có 3 con em bán được một con rồi, còn 2 con. Cu bể đấu bao trống nha. 300 ngàn một con anh em, chào bá luôn. Hai con Gia Lai nè, bá cháy luôn nha. Rồi, hồng hạnh luôn cả nhà. Hồng hạnh nè, 150 ngàn một con. Thằng này hót hay lắm nha, nay nuôi nó nổi hót ngon lành rồi. Vậy anh em nuôi chăm vài bữa nữa là chơi thôi. Đó, 150 một con anh em. Đất chiền luôn, đất chiền nè, đất chiền Gia Lai. Hàng đẹp, em cậu Long Cánh nha. Hàng đẹp 250, 250 nha anh em, đó 250 nè. Có con nào xấu xấu lông nè. Có con xấu xấu lông bán 200 nè. Nè, bán con này 150 thôi, cục đuôi.
cục đuôi sáu lông anh em đó, 150 nha. Rồi ok cả nhà, hai em tắt video tại đây nha. Anh em ưng được con chim nào gọi giùm em Hào ha.